Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia của Ukraine, Nga đã thông báo triển khai gần 35.000 vệ binh quốc gia để ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát. Tờ Newsweek dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết, Tổng thống Nga Putin đã triển khai gần 35.000 vệ binh quốc gia để tiến hành các hoạt động ngăn chặn sự phản kháng của Ukraine tại các vùng lãnh thổ mất kiểm soát ở miền đông và miền nam nước này. Theo tờ báo, Nga hiện kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở phía nam và phía đông Ukraine, nơi Moscow đã thành lập chính quyền và bổ nhiệm quan chức quản lý kể từ mùa thu năm 2022. Ukraine đã ra mắt Trung tâm Kháng chiến Quốc gia vào tháng 3 năm 2022, sau khi xung đột bùng phát một tháng trước đó. Trung tâm này dưới sự chỉ đạo của lực lượng hoạt động đặc biệt giúp điều phối và huấn luyện các du kích Ukraine sống trong vùng do Nga kiểm soát ở miền nam và miền đông đất nước. Theo Ukraine, lực lượng vệ binh quốc gia Nga là thành phần quan trọng thứ hai trong lực lượng của Nga ở Ukraine. Theo các nguồn tin từ phía Kiev, lực lượng được triển khai đến các vùng lãnh thổ có nhiệm vụ trấn áp sự phản kháng của người Ukraine bằng cách sàng lọc các hoạt động trong dân chúng và xác định các thành viên của phong trào ngầm. Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo nóng tới Mỹ, Thủ tướng Đức đau đầu tìm viện trợ cho Kiev. Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã mạnh mẽ tuyên bố rằng Ukraine sẽ tiếp tục phản kháng, chiến đấu chống lại Nga, ngay cả khi Quốc hội Mỹ không chấp nhận viện trợ cho Kiev nữa. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi Mỹ sớm đưa ra quyết định khi tình hình ở tiền tuyến đang xấu đi vì viện trợ bị đình trệ. Ông cho biết thêm, nếu viện trợ bị đình chỉ hoặc trì hoãn ngay lúc này, Nga có thể bắt đầu đạt được tiến bộ trên tiền tuyến và vượt qua các tuyến phòng thủ. Sau đó, sự hỗ trợ sẽ phải được tiếp tục vì dư luận sẽ tích cực hỗ trợ Ukraine. Và chính những chính trị gia đã quyết định từ chối hỗ trợ sẽ phải quyết định cung cấp hỗ trợ đó, nhưng dưới những tình huống cấp bách hơn. Chính vì thế, logic hợp lý sẽ là việc cung cấp hỗ trợ ngay bây giờ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong tương lai sẽ có ý nghĩa hơn. Ông Kuleba nói thêm rằng, ông còn coi cách tiếp cận của các lực lượng chính trị ở bất kỳ quốc gia nào đang biến chủ đề cuộc chiến giữa Ukraine và Nga thành chủ đề tranh luận nội bộ là thiển cận. Bởi vì trên thực tế, đây là cuộc chiến không chỉ chống lại Ukraine, chính quyền Kiev, mà còn chống lại toàn bộ thế giới dân chủ. Nhà ngoại giao Ukraine cáo buộc, nếu Nga chiếm thế thượng phong, nếu chính trị Nga thống trị thế giới, sẽ không có dân chủ thực sự. Đây rõ ràng là điều mà các đồng minh và chính trị gia phương Tây không mong muốn. Thất bại của Nga ở Ukraine là vì lợi ích chiến lược tốt nhất của các quốc gia châu Âu, Mỹ và cả các khu vực khác trên thế giới. Vì thế, thế giới nên chung tay đoàn kết, ủng hộ Ukraine. Trước đó, ông Kuleba cũng cho rằng phương Tây hiện nay dễ dàng đánh bại Nga hơn so với thời chiến tranh lạnh. Ông cho biết Ukraine đang tích cực làm việc để đảm bảo có thêm sự hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây và cũng không có lựa chọn thay thế nào trong trường hợp điều này dừng lại. Trong tuyên bố mới đây nhất của mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh sự thiếu hụt trong việc cung cấp vũ khí của hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Nga. Ông kêu gọi các đồng minh EU tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Lời kêu gọi này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine bị đình trệ vì sự phản đối của Đảng Cộng hòa Mỹ. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng, tôi kêu gọi các đồng minh ở Liên minh châu Âu tăng cường nỗ lực liên quan đến Ukraine. Hiện nay, việc cung cấp vũ khí theo kế hoạch cho Ukraine của hầu hết các nước thành viên EU là không đủ. Năm ngoái, Đức đã cam kết tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine và năm nay, đạt tổng số 8 tỷ euro. Mặc dù vậy, ông Scholz nhấn mạnh rằng, chỉ đóng góp của Đức là không đủ cho an ninh lâu dài của Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng EU sẽ phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro được đề xuất cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 2. Thỏa thuận này trước đó đã không đạt được sự đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12 năm ngoái, chủ yếu là do sự phản đối từ Hungary. Hungary đặt điều kiện để thông qua viện trợ cho Ukraine. Mới đây, các quan chức Hungary được cho là đã đặt ra các điều kiện để dỡ bỏ quyền phủ quyết của nước này đối với gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro của EU dành cho Ukraine. Đồng thời cho biết, số tiền này sẽ phải được xem xét hàng năm để cấp phép lại vì nó sẽ được phân bổ trong thời gian là 4 năm. Hungary đã tiết lộ đề xuất của mình trong cuộc họp của 27 chuyên gia ngân sách của EU vào thứ Sáu tuần trước. Kế hoạch này kêu gọi cung cấp cho Ukraine khoản tài trợ và cho vay trị giá 12,5 tỷ euro hàng năm trong thời gian là 4 năm, với sự chấp thuận nhất trí của Hội đồng châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã kêu gọi chấm dứt xung đột tại Nga và Ukraine,
thông qua đàm phán thay vì kéo dài cuộc khủng hoảng, đã chặn gói viện trợ tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12. Các nhà lãnh đạo EU đã gây áp lực, buộc ông phải thay đổi quyết định trước cuộc họp ngày 1 tháng 2 của khối. Nhà lãnh đạo Hungary đã cảnh báo rằng Budapest cũng có thể cản trở việc cho phép Ukraine gia nhập vào EU. Mặc dù ông đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của hội đồng vào tháng trước để thông qua việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với Kiev. Việc yêu cầu bỏ phiếu hàng năm để thông qua viện trợ Ukraine của EU sẽ cho phép ông Orbán chặn nguồn tài trợ được yêu cầu. Các nhà ngoại giao EU nói rằng việc chia viện trợ thành các khoản phân bố phải bỏ phiếu hàng năm sẽ không mang lại cho Ukraine khả năng dự đoán tài chính mà nước này rất cần. Một nhà ngoại giao cho biết chương trình viện trợ sẽ được tài trợ thông qua ngân sách 7 năm của EU. Chính vì vậy chúng tôi không thể thực hiện việc đó hàng năm. Sự bế tắc của EU xảy ra vào thời điểm Washington, nhà hảo tâm phương Tây lớn nhất của Ukraine, đã hết tiền viện trợ. Mặt khác, Thủ tướng Orbán có thể đạt được nhiều ảnh hưởng hơn nữa đối với EU nếu Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu, khi chủ tịch Charles Michel của Bỉ đã rời khỏi vị trí này vào cuối năm nay. Một kịch bản như vậy được cho là có thể xảy ra nếu các nhà EU không nhanh chóng tìm và phê duyệt người thay thế, mở ra cơ hội cho ông Orbán đứng đầu hội đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, các lực lượng của Mỹ và Liên minh trong chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng đã đối phó với cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay mà lực lượng Houthi nhằm vào các tàu buôn trên Biển Đỏ. Theo kênh CNBC, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói nước này đã nắm được các thông tin liên quan vụ việc ở Biển Đỏ. Theo các quan chức Mỹ, có khoảng 50 tàu buôn đang ở trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Các thủy thủ đoàn cho biết Houthi tấn công bằng rocket và máy bay không người lái có vũ trang. Vào tối 9 tháng 1, chưa có tàu nào báo cáo bị thiệt hại do các cuộc tấn công. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, 4 tàu chiến của Liên minh Hải quân trên Biển Đỏ đã được triển khai từ khu vực, không có tàu chiến Iran nào tham gia. Một quan chức an ninh quốc gia Mỹ nhận định đây là cuộc tấn công lớn nhất vào hoạt động vận tải thương mại. Đây cũng là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Houthi kể từ khi 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, đưa ra tuyên bố chung và cam kết buộc nhóm này phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo lùi kế hoạch đưa phi hành gia trở lại mặt trăng từ năm 2025 sang năm 2026, trong bối cảnh cơ quan này đang đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật. NASA cho biết, sứ mệnh Artemis 2 với một phi hành đoàn nhưng không hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng đã bị hoãn từ kế hoạch ban đầu vào cuối năm nay đến tháng 9 năm 2025. Trong khi đó, Artemis 3 với phi hành gia là nữ và da màu đầu tiên dự kiến sẽ đáp xuống bề mặt cực nam mặt trăng vào tháng 9 năm 2026. Theo NASA, an toàn là mục tiêu hàng đầu của cơ quan này và việc trì hoãn sẽ cho phép sứ mệnh Artemis có thêm thời gian để giải quyết các thách thức. Kế hoạch Artemis được Mỹ chính thức thông báo hồi năm 2027 là một phần trong kế hoạch của NASA nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài ở mặt trăng, từ đó rút kinh nghiệm cho một sứ mệnh tương lai đến sao Hỏa. Tuy nhiên, Artemis 1, sứ mệnh đầu tiên bay thử nghiệm tới mặt trăng và trở lại, được thực hiện vào năm 2022 sau nhiều trì hoãn, hiện đang gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật cần giải quyết. Trong khi đó, các hãng hàng không vũ trụ của Mỹ cũng đang gặp nhiều khó khăn.